Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa sớm nhé. Để làm món ăn này thì rất là đơn giản, các bạn chuẩn bị cho mình 200g đậu rồng hay là gọi là đậu khế các bạn nhé, nó múi nó giống như múi khế này, thế nên là gọi là như vậy ạ. Với một củ tỏi và các bạn cho mình một quả ớt sừng nữa nhé. Các gia vị thì mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần đậu rồng trước các bạn nhé. Vì các bạn biết rằng quả đậu rồng ấy nó có những cái rãnh khe như thế này thì các bạn phải rửa thật sạch đi để cho nó tránh các vi sinh vật bám vào trên nhé, và bụi bẩn nó sẽ bám vào quả này rất là nhiều. Các bạn chuẩn bị một chậu nước và mình sẽ cho phần cầu đậu rồng này vào rồi mình rửa và mình sơ chế các bạn nhé. Ở đây các bạn rửa thì các bạn sẽ chịu khó mình lấy tay như thế này để mình rửa sạch bên trong nó nhé. Từng quả một thì nó sạch hết ạ. Đậu rồng thì nó có chứa rất nhiều các vitamin nhé các bạn ạ. Sẽ có công dụng giúp chúng ta trẻ hóa được da khỏe mạnh, chẳng hạn như vitamin C, vitamin A nhé. Những loại vitamin này thì có tác dụng như là chất chống oxy hóa, bảo vệ chúng ta khỏi các gốc tự do nhé. Từ đó ngăn ngừa các quá trình hay các tình trạng như là lếp nhăn hay là sạm da, đồi mồi ạ, giúp da của chúng ta mịn màng, trắng trẻo hơn và chống được lão hóa da nhé, rất là tốt ạ. Các bạn rửa sạch cái phần đậu rồng này cho mình. Cái đậu rồng này thì họ cũng trồng theo như kiểu giàn đấy các bạn ạ, cho nên là cũng không khi mấy khi họ bơm thuốc đâu, cả một thời kỳ cũng khéo không bơm thuốc ạ. Nó cũng như là mướp ấy ạ, nên là hoặc là những loại đỗ, cho nên là chúng ta chỉ cần làm sạch nó là được ạ. Khi các bạn làm sạch nó nhé thì mình sẽ rửa lại bằng nước khác và bây giờ mình sơ chế nó ạ. Mình sẽ dùng đây ạ, các bạn sẽ tước được cái phần sơ nhé. Đậu lon ấy thì chúng ta sẽ nó có hai cái rãnh để tước sơ, đây nè, đây đối đỉnh nhau nhé. Đậu lon cho nên là nó không có sơ mấy. Đậu già thì các bạn sẽ không ăn được nhé. Riêng cái đậu này các bạn phải mua mà mình bấm tay được thì mới là đậu lon. Già một chút là sẽ không ăn được ạ. Tước hết đi, sau đó các bạn lại đi rửa lại cho mình cho sạch nhé. Nguyên liệu thứ hai là tỏi nhé, chứa rất nhiều chất chống oxy hóa các bạn ạ, giúp chúng ta ức chế được các gốc tự do nhé. Nó bảo vệ cơ thể chúng ta và ngăn chặn lại quá trình oxy hóa các bạn ạ. Tỏi còn cung cấp nhiều vitamin như vitamin E, vitamin B1, vitamin B2 và những chất này ấy đều mang đến những lợi ích cho da các bạn này nhé, giúp da của chúng ta mềm mịn săn chắc ạ, kéo dài được quá trình lão hóa da nhé, rất là tốt cho cơ thể ạ. Ớt thì các bạn có muốn tạo thêm cảm giác vị của nó thì chúng ta sẽ dùng thêm ớt nhé, còn các bạn không thích thì chúng ta cũng không cần phải có ớt cũng được ạ. Tạo cảm giác ngon miệng, hơi cay cay một chút ạ. Khi đậu rồng đã rửa sạch rồi thì các bạn có thể thái ra cho mình nhé. Đấy, mình thái phát phát ra. Nó vừa phải, chúng ta vừa dễ gấp nhé. Các bạn thái hết như thế này cho mình. Đấy, đậu rồng lon ấy thì các bạn thái rất là tuyệt vời luôn, nó không bị sơ ạ. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé, cho dầu ăn vào. Lượng dầu ăn vừa phải thôi ạ. Khi dầu nóng lên nhé thì mình sẽ cho phần tỏi vào.
Chỉ cần tỏi thơm lên nhé. Rồi, nó đã dậy mùi thơm thôi. Sẽ cho đậu rồng vào nhé. Đậu rồng này rất là tốt các bạn nhé. Nhưng nhiều lúc chúng ta mua ấy cũng không phải là lúc nào cũng có được ạ. Vì họ trồng rất là ít ạ. Vì nó không năng suất ấy. Cho nên là chỉ có đôi người trồng thôi. Nó không như là những cái loại đậu đũa hay là đậu cô que các bạn nhé. Hay đậu bắp ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít gia vị ạ. Các bạn cho mình vào đây ít mù canh nhé. Khi mình xào ấy, cái phần đậu này nó không ra nước các bạn ạ, các bạn có thể cho một chút nước vào nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình phần ớt vào này ạ. Một chút nước mắm nhé. Cho nó thơm của mùi mắm ạ. Rồi, một ít hạt tiêu. Các bạn lêm lếm vừa với gia đình nhà mình thì mình có thể cho ra đĩa nhé. Rất là thơm ngon. Một loại trái cây rất là tốt cho sức khỏe. Mình cũng có video nói về các công dụng của nó và những cái dụng chữa bệnh của đậu rồng. Các bạn có thể xem nhé. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình và mình sẽ cho phần đậu rồng ra. Ăn rất là giòn và ngon mà lại còn có thể chống được lão hóa. Nên khi các bạn ra chợ mà hoặc là đi siêu thị mà thấy có thì chúng ta lên mua ngay nhé. Vừa rẻ mà lại tốt cho sức khỏe. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Để xem những video mới nhất của mình nhé. Vừa có một món ăn ngon cho sức khỏe mà lại vừa chống được lão hóa cho cơ thể của gia đình chúng ta nha, nhất là đối với chị em phụ nữ. Đây ạ, món ăn của mình sau khi hoàn thành nhé. Và bây giờ mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất là giòn ạ. Giòn ngọt dễ ăn ạ.